hello hello xin chào các bạn đến với thuận capital ngày hôm nay hiện bây giờ đó là ngày thứ sáu tại hoa kỳ ở việt nam các bạn đã bước vào cuối tuần ngày thứ bảy rồi và trước khi chúng ta bắt đầu cuối tuần thì thuận có rất là nhiều những thông tin thuận muốn chia sẻ với các bạn ngày mai đó thì thuận sẽ nghỉ ngơi một ngày các bạn hy vọng chúng ta không có một ngày mà đầy sôi động như là tuần vừa rồi mỗi lần mà thuận muốn nghỉ ngơi một ngày đó thì lại có rất nhiều thông tin các bạn hy vọng ngày mai là một ngày mà nó sẽ im ắng hơn nhưng mà chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi tại vì có rất nhiều tin tức các bạn liên quan quan đến cựu tổng thống Donald Trump. À, chúng ta cũng sẽ tiếp tục nói những thông tin liên quan tới ETF, nhất là liên quan tới Ether Spot ETF và nhiều thông tin nổi bật khác trong cái video này. Trước hết á, thì chúng ta có thể nhìn thấy được là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã kết thúc là một ngày đỏ nữa các bạn tiếp tục giảm sau ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq đó thì đã giảm 0.81% chúng ta có chỉ số S&P 500 đó thì giảm 0.71% và Dow Jones thì giảm 0.93% chúng ta nhìn thấy được là một cái mặt hàng khác cũng giảm rất là nhiều đó chính là hợp đồng dầu các bạn giảm 3.1 phần trăm bây giờ đã giảm về cái mức là 80 đô 25 cent cho một thùng dầu rồi các bạn đây là cái mức mà chúng ta cũng đã từng chứng kiến trong cả hai năm qua rồi và chúng ta nhìn vào hợp đồng của vàng đó hôm nay cũng giảm khá là nhiều các bạn giảm 2.18 phần trăm xuống còn 2.402 đô vẫn là cái mức coi như cao các bạn nhưng mà đối với vàng đó thì một ngày mà giảm tới 2 phần trăm là không phải là con số nhỏ đâu nhưng mà ngược lại đây chúng ta nhìn thấy những cái tài sản này đều giảm giá nhưng mà Bitcoin đã thể tăng giá các bạn Các bạn thấy được là giá của BTC đó ngày hôm nay đã lên tới cái mức là hơn 67.000 đô Hiện bây giờ đó là 66.589 đô nghĩa là vẫn tiếp tục tiến lên Sau khi mà chúng ta đã có cái sự tăng trưởng bắt đầu là từ cuối tuần qua tới bây giờ các bạn Chúng ta có thể nhìn thấy được là không chỉ riêng là Bitcoin Mà chúng ta nhìn vào những đồng khác nó cũng có tăng trưởng ngày hôm nay Chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin đã tăng khá là nhiều 4.7% ngày hôm nay Trong khi đó chúng ta nhìn thấy được là những đồng như Solana tăng tới 7.2% và nhìn chung đó thị trường crypto là một màu xanh ngày hôm nay các bạn và đây là những cái ngày mà hầu như nó ít ai sẽ nhớ đến sau này các bạn mọi người đó thì hầu như chỉ nhớ đến những cái ngày mà chứng khoán tốt vàng rất là xanh nhưng mà Bitcoin crypto đây lại không tăng trưởng Mọi người hầu như đây chỉ chú tâm vào những cái ngày đó Mà lại quên đi những ngày như thế này các bạn Những ngày mà chúng ta thấy được là cả thị trường tài chính đều đỏ Chỉ ngoại trừ crypto mà thôi các bạn Crypto là lại xanh ngày hôm nay chúng ta thường hay nhớ dài và phóng đại những cái thời điểm không tốt nhưng mà lại mau quên những cái thời điểm tốt tâm các bạn Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nói tới một số những tin tức đi. Thì à, các bạn thấy được là hôm nay đó chúng ta tiếp tục có cây đợt in tiền đến từ công ty Circle các bạn. Công ty Circle là công ty mà đứng sau lưng đồng stablecoin USDC. Gần đây đó cái đây khoảng chừng vài ngày thì à, các bạn đã nhớ là Tether cũng đã in khoảng chừng là 1 tỷ đô la và chúng ta cũng nên nhớ là trước đó đó thì công ty Circle cũng đã in khoảng chừng 1 tỷ. Ngày hôm nay đó họ đã in tới hai lần các bạn. Gần đây nhất đó là 250 triệu. Cái đây khoảng chừng là 2 tiếng đồng hồ nhưng mà trước đó hai tiếng nữa đó chúng ta nhìn thấy được là có thêm một đợt in nữa là 180 triệu Nghĩa là chỉ trong ngày hôm nay thôi Họ đã in 340 triệu đô la rồi các bạn Đây là dấu hiệu cho thấy là có nhu cầu sử dụng stablecoin các bạn Có nhu cầu tiếp cận thị trường này Cho nên chúng ta mới thấy là công ty Circle in thêm đồng USDC Để họ có thể sử dụng được Và đây là một dấu hiệu ra đối với thần rất là tốt các bạn Các bạn đã biết quan điểm của Thuận rồi chỉ khi nào mà những công ty như là Circle hay là công ty Tether đó không in tiền một thời gian dài đó họ không in thêm stablecoin lúc đó thường mới bắt đầu lo lắng mà thôi các bạn chứ còn nếu như chúng ta nhìn vào cái biểu đồ của cái vốn hóa của Tether đó tại vì Circle đó thì thực sự gần đây họ mới bắt đầu lớn mạnh mà thôi cho dù chúng ta đã có công ty Circle trước đó rồi các bạn năm 2021 đó chúng ta cũng có đồng USDC nhưng mà nó nhỏ hơn bây giờ rất là nhiều cho nên chúng ta nhìn vào lịch sử đó thì chủ yếu chúng ta nhìn vào đồng USDT đồng Tether thì khi các bạn so so sánh vốn hóa của đồng tether đó với lại giá cả của bitcoin các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được là những lúc mà tether không in là những lúc đó là những lúc chúng ta có thị trường không được tốt thường nên là chúng ta sẽ đi vào mùa đông crypto của bạn cho nên miễn là họ còn in thì đổi thuận đó là một cái thông tin tốt và chúng ta cũng thấy là hôm nay đó vẫn tiếp tục xoay quanh câu chuyện liên quan đến có phải tổng thống Biden sẽ rút lui hay là không tới bây giờ đó thì chúng ta có tin tức từ mọi phía luôn các bạn chúng ta đã thấy là ngày hôm qua đó có một số thông tin tôi đã chia sẻ với các bạn rồi chúng ta hôm nay lại thấy được là có những thông tin liên quan tới những cái người trong đảng của ông tiếp tục kêu gọi ông đã hãy rút lui đi chúng ta cũng có một số những thông tin đó. nói là phó tổng thống Kamala Harris thì cũng đang có những cái chiến lược với những người mà họ đã quyên góp tiền để có thể chuẩn bị nếu như mà tổng thống Biden rút lui cái đó là những thông tin từ phía báo chí các bạn nhưng mà ngược lại đó hồi sáng này chúng ta thấy được trên màn hình ở đây chính là trưởng chiến dịch của tổng thống joe biden đã lên truyền hình hồi sáng này để làm rõ là tổng thống joe biden sẽ tiếp tục tranh cử và hiện không có kế hoạch rút lui các bạn thì các bạn thấy là có một cái sự mâu thuẫn chúng ta đã thấy là báo chí đó thì đang một đường nhưng mà chúng ta thấy ở bên cái chiến lược bầu cử của tổng thống joe biden đó, thì là nó hôn nẻo chúng ta không biết là nên tin ai nhưng mà ngay bây giờ đó thì nếu chúng ta nhìn vào poly market thì chúng ta nhìn thấy được là những người trên Polar Market họ vẫn không tin là tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục và không rút lui các bạn các bạn nhìn thấy được là hiện bây giờ đó họ đã nghiêng về là 77% cho dù đó có cái thông tin ngày hôm nay liên quan đến việc là trưởng chiến dịch của bên tổng thống Joe Biden nói là tổng thống Joe Biden không có định rút lui nhưng mà cái phần trăm này đã vẫn mức cao các bạn hôm qua lên tới 81% hôm nay vẫn là 77% nghiêng về là tổng thống Biden sẽ rút lui các bạn và tới thì đến bây giờ đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cựu tổng thống Donald Trump đang dẫn đầu với cái khả năng dựa theo polling market là 65% đắc cử các bạn cái đó đó không phải là tổng thống Joe Biden mà là phó tổng thống Kamala Harris các bạn. Trên polling market thì họ nghĩ là khả năng đắc cử của Kamala Harris là 18% cao hơn nhiều so với tổng thống Biden nếu như mà ông cứ tiếp tục và thậm chí các bạn nhìn thấy được là tổng thống Joe Biden so với một ứng cử viên khác của đảng của ông thì phần trăm cũng ngang bằng nhau mà thôi. Có thể nói được là hiện bây giờ đó cái phần trăm đắc cử của ông dựa trên polling market thì họ nghĩ khả năng đó đó không có cao. Nhưng mà đương nhiên đây chỉ là một cái trang web cá cược mà thôi các bạn. Đây không phải là một cái cuộc bỏ phiếu hay gì hết. Nhưng mà cái mình thường muốn chia sẻ với các bạn là những cái này thì nó có liên quan gì đến thị trường crypto hay là thị trường tài chính nói chung. Thì chúng ta thấy được là cái đợt bầu cử này đó nó khá là quan trọng. Tôi nói khá là quan trọng Lý do là các bạn nào mà đã xem video ngày hôm qua đó thì sẽ hiểu Chúng ta cũng đã thấy là Bitcoin đó đã có 15 năm qua rồi Thì 15 năm qua đó chúng ta có tổng thống đảng này đảng kia Chúng ta có thường viện hạ viện nó thuộc về thằng này đảng kia ở Hoa Kỳ các bạn Nhưng mà về dài hạn đó thì chúng ta thấy là con đường của Bitcoin đó thì vẫn liên tục tiến triển Nhưng mà về ngắn hạn đó thì có sự khác biệt các bạn Tùy theo là ai sẽ đắc cử cái đợt này Thì chúng ta thấy được là cái con đường tiến triển của Bitcoin sẽ tăng nhanh hay là chậm thì tùy theo theo ai sẽ là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ các bạn Nhưng mà đến cuối cùng thì cũng không phải là điều quan trọng lắm đâu Khi các bạn zoom ra xa hơn khi Các bạn sẽ thấy được là Bitcoin cũng là một đội tài sản mà từ từ hình thành Ngày lại càng có nhiều người công nhận và tin tưởng hơn Và nó có từng chu kỳ Cũng giống như tất cả những tài sản khác mà thôi chỉ là Bây giờ vốn hóa nhỏ, chu kỳ đang ngắn hơn mỗi 4 năm so với những cái tài sản khác đó, chu kỳ có thể kéo dài lên tới 10 năm, 20 năm. Thì các bạn thấy là trong thời gian ngắn hạn đó thì đương nhiên sẽ có cái sự ảnh hưởng cho nên chúng ta cũng quan tâm đến cái đề tài này các bạn. Và hiện bây giờ đó nếu các bạn nhìn trên màn hình thì người nào là người ủng hộ crypto Bitcoin nhiều nhất bây giờ? Ít ra đó người nào đã bày tỏ quan điểm của mình là ủng hộ một cách tuyệt đối các bạn, đó chính là cựu tổng thống Donald Trump hiện bây giờ. Và ít ra đã dựa theo polling market thì bây giờ đó họ chỉ nhiên về tổng thống Biden đắc cử là chỉ có 7% mà thôi. Sự thật ra sao đó thì tháng 11 chúng ta mới biết được nhưng mà đó là những cái thông tin hiện bây giờ các bạn. Tôi nghĩ là phần lớn mọi người đều nghĩ là khả năng của tổng thống Donald Trump đắc cử đó sẽ cao hơn. Và vì lý do đó cho nên chúng ta mới quan tâm đến việc là tổng thống Joe Biden có rút lui hay là không. Tại vì nếu ông rút lui đó thì ai sẽ là người thay thế rồi cái phần trăm này sẽ là bao nhiêu. Nó lại sẽ có một cái sự khác biệt nữa các bạn. Cho nên nếu như như mà các bạn là một người đầu tư trong thị trường này thì các bạn muốn mọi thứ nó cứ giữ nguyên như thế này còn về việc là tổng thống Joe Biden cứ rút lui hay là không đó thì nhiều bạn nói là rút lui thì rút lui đi cứ tối ngày chúng ta nói tới tin tức rút lui có hay không có hay không hoài nhưng mà đối thường nó nó không phải là cái tin tức xấu đâu các bạn càng kéo dài đó thì chúng ta thấy được là cái thời gian từ thời điểm này cho đến tháng 11 ra sẽ càng rút ngắn lại và cái khả năng đó, đó là sẽ càng thấp xuống đối với thuận thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục theo dõi thông tin này mà thôi nhưng mà đối với một người đầu tư đó đối với thị trường forward đó, thì họ muốn mọi thứ cứ giữ nguyên như thế này tại vì chúng ta đã từng nói đến trong video ngày hôm qua đó là cái mà thị trường không thích đó chính là cái sự không chắc chắn các bạn khi mà chúng ta thấy là có một cái sự thay đổi trong danh sách này đó, thì thị trường lại phải suy nghĩ đến khả năng bây giờ là bao nhiêu rồi chúng ta thấy được là thị trường đã phải điều chỉnh lại tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin này với các bạn nhưng mà đây là cái thông tin mới nhất và chúng ta cũng đã thấy là tuần tới này là một tuần mà sẽ cực kỳ sôi động, tuần này đó thì cũng khá là im lặng các bạn. Chúng ta biết là thị trường rất là tốt. Chúng ta có nhiều tin tức nhưng mà chúng ta không có nhiều sự kiện. Nhưng mà tuần tới là một tuần mà sẽ có rất nhiều sự kiện các bạn Thứ nhất đó là chúng ta sẽ thấy được là có cái sự kiện Bitcoin Conference các bạn Đây là cái hội nghị Bitcoin lớn nhất hàng năm Và năm nay đã sẽ tổ chức vào ngày 25 tới ngày 27 ở Nashville, Tennessee Chúng ta cũng đã từng nói đến là cái đội ngũ mà đến để mà làm diễn giả đó thì cực kỳ hùng hậu các bạn Chúng ta có Michael Saylor, chúng ta có Kathy Wood, có Ark Invest, chúng ta có Edward Snowden Nhưng mà chỉ tham gia thông qua video thôi các bạn, chúng ta có ứng cử viên Robert F Kennedy Jr và chúng ta đương nhiên có cụ tổng thống tổ Donald Trump các bạn. Ai cũng đang chờ đợi xem coi là tuần sau đó thì có thông tin gì lớn từ hội nghị này hay không và đặc biệt là cụ tổng thống tổ Donald Trump sẽ có những cái phát biểu gì, có cái gì chấn động trong tuần sau hay là không chúng ta sẽ cần chờ đợi thêm một tuần nữa là sẽ biết các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là cựu Tổng thống Donald Trump cũng tổ chức một cái buổi gây quỹ cho chiến dịch tranh cử song song với hội nghị Bệt khôi vào tuần tới các bạn. Và cái vé rất là mặt các bạn nhìn thấy được là cái vé đó để có thể có một chiếc giấy ở cái hội nghị bàn tròn đó là 844.600 đô cho mỗi một người Còn nếu như mà các bạn muốn có cái cơ hội để chụp hình chung với lại cựu Tổng thống Donald Trump đó thì mỗi một người là 60.000 đô hay là mỗi một cặp đó là 100 000 đô các bạn Và thông tin là chắc chắn sẽ có người trả cái số từ này các bạn Tại vì đây là hội nghị liên quan tới crypto Có rất nhiều người có rất nhiều tiền ở trong thị trường này các bạn Và đừng nói tới là trả 844.600 đô để có thể được ngồi chung bàn với cựu thông thống Donald Trump Các bạn thấy được là những cái chủ sàn giao dịch như là sàn Gemini, sàn Kraken Họ đã quyên góp cả triệu đô la cho cựu thông thống Donald Trump rồi Thì các bạn thấy được đương nhiên đây là tiền dùng để mà đứng ra để mà ứng cử cho chức vụ tổng thống của năm nay nhưng mà các bạn thấy được là ủng hộ crypto đó thì crypto cũng sẽ ủng hộ lại và một cái sự kiện nữa sẽ rất là lớn tuần sau các bạn các bạn nhìn thấy được là cái sự kiện liên quan tới bitcoin conference đó là ngày 25 tới ngày 27 nhưng mà hai ngày trước đó các bạn ngày 23 tháng 7 đó chính là ngày ra mắt của quỹ Ether ETF các bạn và hiện bây giờ đã, đã xác nhận rồi thứ ba tuần sau ngày 23 tháng 7 tại Hoa Kỳ thì sẽ có 5 quỹ bắt đầu giao dịch các bạn chúng ta có quỹ Vanek, Invesco, Fidelity, 21 Share và Franklin Templeton thì đây là 5 quỹ mà đã được ấn định là sẽ bắt đầu giao dịch vào thứ ba tuần sau thì chúng ta còn vài quỹ nữa như bạn sẽ hỏi là ồ tại sao chúng ta không thấy Grayscale hay là chúng ta không thấy cái quỹ của BlackRock nghĩa là iShares thì tôi nghĩ là chúng ta đợi đến thứ hai đó sẽ có cập nhật mới hơn thì bây giờ đó là thứ sáu tại Hoa Kỳ thì đây là cái danh sách chúng ta biết đến ngày hôm nay có thể thứ hai sẽ bổ sung thêm các bạn tại vì không có lý do gì mà những cái quỹ khác lại không có thể ra mắt cùng một lúc chúng ta sẽ biết vào ngày thứ hai mà thôi nhưng mà chắc chắn là thứ ba tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu có giao dịch ETER spot ETF đó. đây là ngày mà chúng ta chờ đợi có thể nói là hai tháng qua rồi các bạn và ai cũng muốn biết đó, dòng tiền sẽ ra sao đương nhiên chúng ta cũng đã từng nói đến là hoàn toàn có khả năng là sau cái hiện tượng sao the news giống như là Bitcoin spot ETF chúng ta phải chờ mới biết được các bạn Tại vì chúng ta sẽ có cái lực bán đến từ Rayscale cũng tương tự như là GBTC Nhưng mà đợt này nó có thể là sẽ đỡ hơn Tại vì chúng ta đã không thấy Ethereum tăng mạnh như là Bitcoin trước khi mà có Bitcoin Spot ETF Thứ nhì nữa đó là Rayscale sẽ có cái quỹ Bitcoin Mini Sẽ chuyển khoảng chừng là 10% tài sản vào cái quỹ đó Cái quỹ đó nó sẽ giao dịch một tuần sau đó các bạn Chúng ta nhìn thấy được là cái quỹ Rayscale Mini đó sẽ giao dịch vào cuối tháng này ngày 31 tháng 7 và đây là cái quỹ mà sẽ có cái phí thấp nhất ít ra 10% của tổng cái số lượng 2.9 triệu Ether của Rayscale nằm trong cái quỹ này thì khả năng cao là sẽ không có bán các bạn phần còn lại đây thì không biết lực bán là bao nhiêu nhưng mà đối thường thì chúng ta phải chờ đợi có thể là vài tuần thậm chí là một hai tháng để cho mọi thứ đó nó nguội lại các bạn chúng ta mới thật sự nhìn rõ được dòng tiền như thế nào và đương nhiên thường đã chia sẻ nhiều lần rồi chúng ta muốn thấy Ethereum thành công chứ nếu như không thì sẽ khó có những cái nhu cầu cho những cái quỹ quỹ Bitcoin Smart ETF khác các bạn Thuận biết là đã có một hay là hai công ty gì đó họ đề xuất Solana ETF Nhưng mà khi mà phỏng vấn á, thì họ cũng nói ở họ đề xuất để sẵn đó thôi Nhưng mà điều quan trọng đó là họ vẫn chờ đợi xem coi là quỹ Ether ETF đó có thành công hay là không Tại vì nếu như mà ngay cả Ether mà còn không có thể thu hút được nhiều dòng tiền đó Thì chúng ta cũng không nên nghĩ đến những quỹ ETF còn lại trong thời gian này Cho nên chúng ta muốn thấy Ether thành công và chúng ta sẽ bắt đầu có những thông tin vào tuần sau các bạn thuận cũng sẽ cập nhật cái dòng tiền với các bạn hàng ngày cũng như là Bitcoin Spot ETF hiện bây giờ và đối với lại Ethereum đó thì chúng ta thấy được là công ty của tỷ phú Mike Novogratz đó chính là công ty Galaxy Digital họ cũng vừa thông báo là họ đã mua lại gần như toàn bộ tài sản của một công ty đó thường sẽ đọc cái tên tắt là CMF các bạn tại vì thường mà đọc cái tên này ở trên YouTube thì uh, <laughs> dễ bị một gậy luôn các bạn là chữ tục <laughs> các bạn cũng đã thấy cái tên của công ty này cũng khá là nhạy cảm nếu như mà các bạn đọc từng chữ một nhưng mà thông qua thỏa thuận này đó thì danh mục đầu tư của Galaxy sẽ có thêm Ethereum trị giá gần 1 tỷ đô la các bạn và tăng lượng Ether staking của Galaxy lên tới 43% theo đường hiểu đó đây là công ty mà họ cũng đã có số lượng lớn Ethereum staking thì chủ yếu đó là công ty Galaxy đã có một thỏa thuận để mà mua lại toàn bộ số lượng Ether này và chúng ta nhìn thấy được là bây giờ đó họ đã tăng cái số lượng staking lên khá là đáng kể các bạn gần 50% luôn 43% và hiện bây giờ đó Galaxy sẽ có 3.3 tỷ đô la tổng tài sản Ether được stake họ là một cá voi rất là lớn trong thị trường Ethereum đó các bạn Và chúng ta cũng thấy là khi mà đọc những cái thông tin này Chúng ta thấy là bây giờ đã lại có nhiều cái tin tức tốt Liên quan tới là có chính trị gia này, chính trị gia kia ủng hộ crypto Chúng ta nói tới là tuần sau đã có nhiều cái thông tin tốt như vậy Thì tôi có thể chia sẻ với các bạn một cái tâm lý của thị trường Cùng một thông tin Khi mà thị trường xấu đó thì tin tốt ra không ai tin hết các bạn Có thể nói là năm 2022 đó Ngay cả cái thời điểm mà downtrend đó Lúc mà mọi người chán nản Chúng ta vẫn có rất nhiều tin tức tốt Các bạn có biết là công ty BlackRock đã bắt đầu hợp tác với lại Coinbase bắt đầu từ năm 2022 các bạn họ đã bắt đầu là có những cái thỏa thuận ban đầu rồi nhưng mà khi mà chia sẻ lúc đó đó thì không ai tin thân các bạn mà cũng không ai quan tâm đến những thông tin đó tại vì lúc đó thị trường nó rất là bi quan đương nhiên lúc đó chúng ta không biết được là sẽ có Bitcoin Spot ETF nhưng mà trong năm 2022 cũng như năm 2023 Thuận không biết chia sẻ với các bạn bao nhiêu lần rồi Thuận có một cái cảm giác là có một cái gì đó rất lớn đang xảy ra mà chúng ta không nắm bắt được rồi sau đó chúng ta đã nghe thông tin liên quan tới BlackRock để đơn để có Bitcoin Spot ETF thì lúc mà thị trường xấu đó tin tốt không ai tin các bạn nhưng mà khi thị trường tốt đó thì lại có tin tốt ra lại có một số người nghĩ là tin ra chỉ để lương gạt mà thôi dù mọi người vào để mà FOMO để họ xả hàng <laughs> có thể nói là trong thị trường tài chính nói chung đó bears luôn nghe có vẻ rất lo chức nhưng mà Bulls mới là người kiếm được nhiều tiền hơn và Thuận có thể chia sẻ với các bạn đó là một trong những cái quan điểm là khi chúng ta thấy những thông tin như thế này giống như chúng ta vừa nói đến là liên quan đến công ty Galaxy Digital họ là một cái công ty có số lượng y từ khủng khiếp các bạn họ là một cá vô Ethereum hay là thậm chí chúng ta nói tới là Michael Strategy đi họ lưu trữ biết bao nhiêu là Bitcoin các bạn hay là chúng ta nói tới những quỹ Bitcoin Spot ETF thì khi mà chúng ta nhìn thấy những cái đơn vị này lưu trữ nhiều như vậy đó thì một trong những cái sự lo sợ mà nhiều bạn có đó chính là lỡ như một ngày nào đó mà họ bán hết thì sao thùng của tôi cũng đã từng chia sẻ về cái đề tài này ngày hôm qua rồi hôm nay tôi muốn chia sẻ một góc cảnh khác các bạn thì sự thật đó là ngày nào cũng có người bán hết các bạn và trong bất kỳ giai đoạn nào chúng ta cũng có số lượng lớn được bán chỉ là các bạn không có nhớ hay là không để ý mà thôi chúng ta cũng đã từng trải qua những cái đợt bán cực kỳ mạnh đến từ giống như chúng ta nói tới là Luna, UST chúng ta cũng đã thấy cái lực bán cực kỳ mạnh vào tháng 9 năm 2017 đó khi mà Trung Quốc cấm giao dịch crypto. Chúng ta cũng thấy cái lực bán rất là lớn khi mà chúng ta có nhiều công ty phá sản trong cái thời điểm mà sàn FTX phá sản năm 2022. Thì cái câu hỏi tốt hơn đó, tôi nghĩ là chúng ta không nên hỏi là lỡ như mà họ bán thì sao, mà cái câu hỏi là sau khi họ bán thì như thế nào các bạn trong vòng bao nhiêu năm qua đó biết bao nhiêu người họ có biết bao nhiêu là bitcoin các bạn rất nhiều người họ lưu trữ đó cực kỳ nhiều bitcoin luôn tại vì khi xưa bitcoin rất là ít các bạn thì từ đó tới bây giờ đó thì lúc nào cũng sẽ có những cá voi họ bán số lượng rất là lớn chúng ta chỉ không biết tên tuổi của họ mà thôi nhưng mà lúc nào cũng vậy chúng ta thấy được là có rất nhiều những cái sự di chuyển hàng ngày ở trên well alert thì các bạn thấy được là một trong những cái số đó sẽ là một ai đó di chuyển để họ bán thì chúng ta cũng thấy là cái chuyện mà một ai đó có lời họ bán là chuyện rất bình thường mà thôi và chúng ta cũng nên luôn có tâm lý là đương nhiên họ sẽ bán rồi cho dù là Michael Saylor nói gì đi nữa đó thì thường cũng không tin là ông sẽ mãi mãi không bán các bạn. đương nhiên ông nói là ông sẽ mãi mãi không bán thì thường cũng hy vọng là vậy nhưng mà thường đó thì không có tin lắm đâu. Cũng giống như là chúng ta thấy những nhà đầu tư của Blackrock thì đương nhiên một ngày nào đó họ có lời rất nhiều họ cũng sẽ bán cũng như là thu với các bạn mà thôi. Đó là chuyện rất bình thường các bạn khi mà một người ai đó bán đó thì chúng ta có thể nghĩ tiêu cực là người đi trước đó, xả hàng lên đầu người đi sau đó là cái suy nghĩ cực tiêu cực các bạn cái mà Thuận nghĩ là hợp lý hơn đó là chúng ta suy nghĩ đến là người không cần bán cho người cần. Đó mới là hợp lý hơn các bạn. Tại vì bây giờ đi, các bạn đi vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, các bạn là một người mà vừa ra trường, các bạn mới bắt đầu đi làm, các bạn bắt đầu tích lũy tài sản, các bạn mua những cổ phiếu đầu tiên, những cái chứng chỉ cổ phiếu đầu tiên, thì các bạn nghĩ là ai bán cho các bạn? Đương nhiên đã có người mua trước đó bán cho các bạn rồi. Thì có phải là họ canh các bạn vào để họ xả ra đầu các bạn hay là không? Thì đương nhiên không phải đây các bạn, chỉ là họ có thể là một người đã về hưu rồi, họ có thể đã đầu tư cũng như là bạn trước đó họ cũng hai mấy tuổi họ đi làm họ tích lũy những chứng chỉ chứng khoán đầu tiên và lúc đó cũng là những người lớn tuổi hơn về hưu bán cho họ và cũng bây giờ ra họ bán cho các bạn thì như vậy mà thôi các bạn sau này ra thì bạn lớn tuổi hơn bạn lại bán cho những người khác người không cần sẽ bán cho người cần và thị trường cứ tiếp tục các bạn trong thời gian ngắn hạn đó thì nếu như chúng ta có cái lực bán quá nhiều và cái lực mua không đủ đó, thì đương nhiên dẫn đến là giá cả đi xuống đó là chuyện rất bình thường trong tất cả thị trường các bạn nhưng mà câu hỏi kế tiếp đó cái đó nó có làm thay đổi cái xu hướng của thị trường hay là không có phải là ở một thời điểm nào đó đó có nhiều người họ bán cổ phiếu dẫn đến giá đi xuống và điều này đã khiến cho cổ phiếu sẽ mãi mãi không tăng nữa thì đương nhiên không phải đâu các bạn rồi sau đó lực mua lại tiếp tục và tiếp tục rồi giá lại hồi phục cũng giống như khi mà thông mua những bịch khôi đầu tiên đó, thì cũng có người chốt lời các bạn tại vì lúc đó thường mua đó là cho dù là dưới 1.000 đô đi các bạn có thể nghĩ là wow Bitcoin dưới 1.000 đô đó không thể tưởng tượng được nhưng mà lúc đó nó khi mà thuận vào thị trường này đó thuận cũng có cảm giác như là nhiều bạn bây giờ nó đã quá trễ rồi wow Bitcoin đã từng mấy cent rồi mấy đô la rồi một hai trăm đô la mà bây giờ mình mua đó cái mức là chín 900 đô la có thể là cả ngàn đô các bạn tại vì sau khi mua đó thì giá nhanh chóng lên 1.000 đô và sau đó giá cứ tiếp tục tăng trong năm 2017 thì lúc đó Thuần cũng có cảm nghĩ tương tự như vậy và cũng có một ai đó đó đã mua Bitcoin ở mức giá là vài đô la và họ bán cho thuận với cái mức giá là gần 1.000 đô la thì họ đã có lời rất là nhiều và có phải là họ xả lên đầu thuận hay là không các bạn nếu như vậy đó thì bây giờ giá đã lên cao hơn rất là nhiều rồi hy vọng là thuận chia sẻ về để các bạn có thể hiểu được là cái việc một ai đó bán và bán số lượng lớn là việc bình thường trong thị trường mà thôi Câu hỏi quan trọng hơn đó Không phải lỡ như họ bán thì sao Tại vì các bạn nên có một cái tư duy là Họ chắc chắn sẽ bán Nhưng mà câu hỏi quan trọng hơn đó là Sau đó thì như thế nào Cái đó mới là quan trọng các bạn Họ bán không thay đổi được xu hướng của tài sản đó Những cái đó chỉ ảnh hưởng đến giá cả nhất thời mà thôi Và tôi muốn tâm sự một chút với các bạn à, Trong cái thời điểm này các bạn Lúc mà chúng ta có thông tin tốt trong thời điểm tốt đó, thì lại sẽ có những bạn nghi ngờ thì cũng có thể là những cái lúc nghi ngờ đó đó cũng có phần đúng có phần không đúng các bạn tại vì cũng có thể là tuần sau chúng ta lại thấy là giá giảm xuống trong khi chúng ta có Bitcoin Conference trong khi mà chúng ta có cây dòng tiền tốt đến từ Bitcoin Spot ETF trong khi chúng ta có Ether Spot ETF bắt đầu có thể là một tuần có nhiều tin tức tốt như vậy đó nhưng mà cũng có nhiều người họ đã bắt đầu có lời nhiều và họ chúc lời tuần sau điều đó hoàn toàn có thể làm sao mà thuận biết được các bạn nhưng mà câu hỏi đó như thường vừa chia sẻ với các bạn là ok tuần sau họ bán rồi như thế nào nữa các bạn điều đó có làm thay đổi cái suy nghĩ của bạn về cái xu hướng của Bitcoin cho năm nay hay là năm sau hay là không và nếu như có đó thì các bạn sẽ có hành động riêng cho mình hay là không đó thì bạn tiếp tục con đường bạn năng đi mà thôi. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua một cái thông tin khác đi. Cái thông tin mà được nhiều người đã đến ngày hôm nay đó đã có một cái sự cố mạng toàn cầu. Nhiều người cho đó là chúng ta đã rất lo lắng về năm 2000. Không biết các bạn nào mà còn nhớ hay không. Năm 2000 đó thì có cái sự lo lắng tột độ là những cái máy vi tính đó khi mà chuyển qua con số 2000 nó có hoạt động hay là không. Tại vì trước đó đó nhiều cái phần mềm đó họ sử dụng hai con số đại diện cho số năm giống như là 95, 96, 97, 98 các bạn rồi 99 thì nhiều người lo lắng là ok tới năm 2000 nên thì nó chuyển thành không không thì có làm hư hại hay là phần mềm của người hoạt động hay là không thì tới cuối cùng ra là không có chuyện gì xảy ra hết các bạn chúng ta cũng đang nhớ lúc đó họ gọi hiện tượng đó là Y2K nhưng mà nhiều người nói đó hiện tượng đó đã không xảy ra năm 2000 nhưng mà đã xảy ra năm 2024 tại vì hồi sáng này chúng ta nhìn thấy được là nền tảng an ninh mạng CrowdStrike đã bị sập ở nhiều nơi trên toàn thế giới gây ra các vấn đề về IT toàn cầu các bạn chúng ta thấy được là Microsoft thì bị sập ảnh hưởng đến 911 ở nhiều bạn ở Hoa Kỳ Nghĩa là cái đường dây và hệ thống khẩn cấp ở Hoa Kỳ đó các bạn Làm gián đoạn ở những hệ hàng không quốc tế và một số ngân hàng và cơ quan truyền thông Sở gì chứng khoán ở London bị gián đoạn Và có rất nhiều hình ảnh được chia sẻ các bạn Giống như là cái hình ảnh này được chia sẻ bởi Sky News Thì các bạn nhìn thấy được là chúng ta đã có màn hình xanh nổi tiếng của Windows đã xuất hiện các bạn Họ không có sử dụng máy di tính được Chúng ta có thể nhìn thấy được là ảnh hưởng tới rất nhiều những công ty như các bạn nhìn thấy trên màn hình Ngay cả các bạn nhìn thấy được đây chính là cái máy rút tiền ATM của ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ Đó chính là Bank of America thì cũng bị ảnh hưởng hồi sáng này Và chúng ta cũng thấy được là những hàng không đó thì đều bị ảnh hưởng hết Những người này đó thì họ chụp hình giống như vui nhộn các bạn Nhưng mà trên thực tế đó, mọi thứ rất là căng thẳng Rất là nhiều người đó họ đã chạy chuyến bay hồi sáng này các bạn và rất là nhiều những cái máy bay đó họ đang bay họ là phải hạ cấm khẩn cấp có thể nói là ảnh hưởng cực kỳ lớn ảnh hưởng tới rất nhiều những công ty các bạn họ không có làm việc được người ta bực bội người ta like hát âm um, sùm các bạn tại vì uh, tiền đó thì phải được di chuyển các bạn nghĩ đi các bạn là người mà đang cần chuyển cái số tiền đó gấp tại vì các bạn đang có một cái thương vụ tiền là không được di chuyển đó, thì ảnh hưởng như thế nào các bạn đang mua nhà và ngày hôm nay đó là cái hạn mà các bạn phải đưa tiền cho cái người bên kia để lấy chìa khóa mà không có lấy được thì uh, cái bạn ảnh hưởng rất là lớn luôn. Và cái phiên bản bị ảnh hưởng đó theo đồng hiểu là cái phiên bản của Microsoft mà thông qua cái công ty an ninh mạng CrowdStrike này. Và chúng ta nhìn thấy được là ngay cả chúng ta nói tới là cái tủ lạnh thông minh cũng bị ảnh hưởng <laughs> như thế này và chúng ta cũng đã có một cái thông tin khác nữa không biết có, có liên quan đến cái vụ này hay là không tại vì có một số người ra ở trên những diễn đàn họ nói là cái trang web Malgox trang web các bạn lên để các bạn có thể claim cái số tiền của mình đó. thì cái trang web này đó đã không hoạt động từ ngày hôm qua tới bây giờ không biết là có phải liên quan đến cái vấn đề này hay là không trang web này đã không phải là trang web các bạn vào để mà rút tiền tại vì tiền đã được chuyển đến những cái sàn như là Kraken rồi đây là cái trang web các bạn lên để mà điền thông tin để mà nhận tiền đó. thì thì nhiều người thấy cái thông tin là cái website này đã đã tạm thời đó bị sập rồi thì họ không biết địa tại sao rồi họ sáng nay chúng ta lại thấy thông tin này không biết nó có liên quan đến hay là không thì đây là cái tin tức rất là lớn ngày hôm nay các bạn và chúng ta nhìn thấy được là ngay cả SEC đã cũng đã vào cuộc. Họ nói là họ đã biết cái tình hình như thế nào và họ sẽ điều tra cái vụ này và tới bây giờ đó thì theo thông hiểu là rất nhiều những cái nơi họ nói là họ đã có thể sử dụng được cái máy móc của họ rồi phần mềm của họ hoạt động lại rồi và chúng ta nhìn thấy là công ty CrowdStrike này ra thì họ nói là không phải lỗi của họ, họ đưa ra một cái cập nhật rồi cái lỗi là đến từ một cái phần gì đó đến từ công ty Microsoft. Nói chung đó là hai công ty này họ đã đổ lỗi lẫn nhau và ngay cả cái bộ thương mại các bạn FTC đó họ nói họ cũng sẽ điều tra cái vụ này tại vì thiệt hại cho nhiều công ty rất là lớn luôn. Các bạn nhìn thấy được là một số công ty nó họ nói là mọi thứ đã ổn trở lại rồi các bạn cứ nghĩ đi các bạn là một bệnh nhân các bạn đang chờ đợi để phát thuốc hay là các bạn đang chờ đợi để đi mổ mà bây giờ đó các bạn không có nhập thông tin được thì như thế nào cho nên ảnh hưởng rất là lớn luôn chứ không phải là một cái câu chuyện đùa như là các bạn nhìn thấy là mọi người vui vẻ đâu ở sân bay đó thì ngày hôm nay rất nhiều người đã la lối âm sùm các bạn và ngay cả thời điểm bây giờ đó thì theo đồng hiểu là Amazon nói họ vẫn còn đang gặp vấn đề với máy móc của họ Nhưng mà cũng cho các bạn thấy được là cái hệ thống nó chúng ta đang sử dụng nó thật sự là dễ bị hư hỏng như thế nào Có thể nói là bất cứ một hệ thống tập trung nào đó thì cũng sẽ có điểm yếu của nó Đương nhiên chúng ta nói tới hệ thống tập trung thì cũng sẽ có điểm mạnh điểm yếu các bạn Nhưng mà chúng ta thật sự là có chỗ đứng cho một hệ thống phi tập trung để mà tránh những sự kiện như thế này Chúng ta cũng thường nói đến là những cái ứng dụng phi tập trung đó thì cũng thường hay bị hát Cái đó là đúng các bạn nhưng mà đó là một cái loại kỹ thuật của một cái dự án nào đó mà thôi và nói thật cho những công ty tài chính hầu hết công ty nào cũng đã từng bị hack rồi các bạn và họ bị hack lấy rất nhiều thông tin ngay cả chúng ta nói tới hệ thống bệnh viện cũng đã từng bị hack chúng ta nói tới hệ thống ngân hàng cũng đã từng bị hack nói chung rất nhiều công ty họ đã bị hack rất nhiều lần rồi các bạn một bên thì nói là hệ thống bây giờ đã đủ rồi chúng ta không cần cái hệ thống phải tập trung gì hết cái đó là nhảm nhí một bên thì nói là hệ thống thì tập trung là tương lai của nhân loại thì các bạn thấy được đó là hai cực của hai bên sự thật đó thì luôn nằm ở chính giữa các bạn nếu như nói là hệ thống bây giờ đó tất cả đều ổn hết thì không ổn đâu các bạn chúng ta thấy những sự kiện này và thậm chí được nói tới có sự kiện các bạn gửi tiền đó thì rất là lâu các bạn mà gửi tiền xuyên biên giới đó các bạn sẽ thấy được là nó tốn bao nhiêu thời gian các bạn gửi một cái tiền thông wire từ ngân hàng này qua ngân hàng kia mà không cùng hệ thống đó các bạn sẽ phải chờ biết bao nhiêu là ngày tốn bao nhiêu là phí các bạn làm chạy này biết bao nhiêu là công việc và chúng ta cũng thấy được là ngay cả những cái như là mua bán chứng khoán đó và xử lý cái giao dịch gốc đó, đó cũng tốn thời gian hiện bây giờ cho nên chúng ta mới thấy đó là những cái như là sàn chứng khoán đó thì thì họ đang tìm cách để mà tăng tốc cái đó. Chúng ta mới thấy họ đang tìm những giải pháp như là blockchain đó, để có thể là sử dụng mạng lưới blockchain để tiết kiệm được thời gian và chi phí để giải quyết cái giao dịch gốc đó một cách an toàn. Tại vì các bạn thấy được là khi mà chúng ta giao dịch hàng ngày đó thì vẫn có người họ phạm sai lầm các bạn. Tại vì các bạn mua bán chứng khoán đó thì các bạn thấy là chứng khoán đó sẽ tốn khoảng chừng là 3 ngày thì mới được coi như là xử lý xong là người ta sẽ ghi chép là chứng khoán đó bây giờ thuộc về ai và ai bán ghi chép lại hết tất cả các bạn tốn rất là nhiều thời gian và Thi phí trong khi blockchain có thể giải quyết được vấn đề đó nhưng mà blockchain nó cũng có cái nhược điểm của blockchain các bạn cho nên nếu như nói là hệ thống bây giờ là hoàn toàn tốt đó, thì không phải đương nhiên sẽ có chỗ đứng cho blockchain các bạn nhưng mà nếu nói là blockchain sẽ giải quyết tất cả vấn đề thì có thể là không phải đâu các bạn nhưng mà thế giới này sẽ có chỗ đứng cho blockchain phi tập trung và khi mà thường nói tới blockchain phi tập trung ra là thường đang nói tới là blockchain công cộng chứ không phải là blockchain tư nhân tại vì blockchain tư nhân nó đối thường cũng chỉ là một cơ sở dữ liệu tập trung mà thôi nó không có khác gì mấy đâu và hôm nay với sự kiện này đó thì dễ hiểu tại sao mà cổ phiếu của CrowdStrike đã giảm tới 11% các bạn Một trong những ngày tồi tệ nhất của công ty ngày hôm nay Và trong tất cả sự việc này đó thì thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đã chia sẻ ở trên X trên Twitter đó là bà hỏi là bạn có biết loại tiền tệ nào không bị ảnh hưởng bởi các sự cố mạng toàn cầu hiện tại hay là không? Đó chính là Bitcoin các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy được đây là cái loại bài đăng mà các bạn thường thấy những cái Bitcoin fanboy như là Thuận đó đăng trên mạng. Nhưng mà đây lại là một thượng nghị sĩ hiện tại của Hoa Kỳ Chúng ta đã đi rất là xa rồi các bạn Và chúng ta cũng thấy là hôm nay đó Bloomberg cũng muốn tạo thêm phết trên thị trường Nhưng mà đã không thành công các bạn Họ đã ban một cái bài báo đó Bài báo này là khuyên bộ trưởng của Bộ Tài chính Anh đó Hãy nghĩ đến việc là bán cái số lượng Bitcoin họ đang có Tại vì giống như là chính phủ Đức Chính phủ Anh thì họ đang có tổng cộng là 61.000 Bitcoin các bạn Có nghĩa là đâu đó là hơn 4 tỷ đô la con số đó còn nhiều hơn cả chính phủ Đức nữa và bài viết này đây là một bài viết từ Bloomberg mà thôi không phải là họ có thể yêu cầu được đâu các bạn đây chỉ là một cây gợi ý mà thôi nói là bộ tài chính của anh nên nghĩ tới việc bán cái số lượng bitcoin này tương tự như là chính phủ Đức để dùng tiền đó để có thể là tài trợ cho những cái chiến lược tài chính của nước Anh. Và các bạn nhìn thấy là hôm nay thị trường cũng chẳng quan tâm đến thông tin này. <laughs> Tôi nghĩ là khá là nhiều những cái quốc gia đó họ đã nhìn vào sự kiện liên quan đến Đức và họ cũng đã rút ra được một số kinh nghiệm rồi. Tại vì các bạn đã thấy là sau khi mà bán thì giá lại tăng và đó là một đợt bán khẩn cấp có nghĩa là một ai đó đã thật sự sợ bị không mất giá cho nên đã xin phép tòa án bán khẩn cấp chứ còn tòa vẫn chưa có ra cái lệnh chính thức là bán số lượng Bitcoin đó các bạn nhưng mà họ đã xin phép đề bản khẩn cấp rồi và sau đó đó thì với cái áp lực từ cộng đồng này, thì các bạn nhìn thấy họ cũng đã đăng một bài viết và đã phải giải thích tại sao họ làm như vậy <laughs> và chúng ta thấy được là những ngày như này đó thì Michael Saylor cũng không quên nhắc nhở mọi người người ta thường hay cười Michael Saylor trước đây nhưng mà bây giờ đó thì chẳng có ai cười Michael Saylor hết các bạn tại vì chúng ta có thể nhìn thấy được là từ khi mà công ty Michael Strategy đó đã quyết định là lưu trữ toàn bộ cái tiền dư công ty bằng Bitcoin đó là ngày 10 tháng 8 năm 2020 từ đó đến bây giờ đó, thì không có một loại tài sản lớn nào có thể sánh ngang với lại Bitcoin hết các bạn chúng ta không phải nói là 10 năm trước không phải là chúng ta nói là ồ mua ai đó mua Bitcoin 10 năm trước tới bây giờ thì so sánh như vậy nó quá xa xôi. Chúng ta chỉ nói tới là từ tháng 8 năm 2020 lúc đó đó là lúc mà còn biết bao nhiêu bạn vẫn đang xem chương trình này ngày hôm nay đó là nhớ thằng chia sẻ cái ngày mà Michael Saylor quyết định là mua Bitcoin cho công ty của ông các bạn. Năm 2020 biết bao nhiêu người bây giờ đang xem cái video này vẫn còn nhớ không phải là một cái gì đó xa xôi đâu các bạn chỉ mới đây mà thôi. thì Trong thời gian 4 năm qua đó các bạn có thể nhìn thấy được là Bitcoin đã tăng 460% từ khi mà công ty chỉ quyết định là lưu trữ tiền của mình bằng Bitcoin thay vì lưu trữ một tài sản khác như là chúng ta nói tới là S&P 500 thì cũng tăng nhưng mà chỉ có 64% mà thôi. Nasdaq đó tăng 62%, vàng thì cho dù gần đây là đỉnh mới nhưng mà trong vòng 4 năm qua nó chỉ tăng có 21% mà thôi. Chúng ta nhìn vào bạc đó thì chỉ tăng có 8% và trái phiếu thì rất tệ rồi đương nhiên tại vì lãi suất tăng, trái phiếu lại giảm xuống các bạn giảm 19%. Một cái mà ông không có chia sẻ ở đây đó chính là sự tăng trưởng của cổ phiếu MicroStrategy. Nó còn kinh khủng hơn nữa các bạn, có thể là gấp đôi con số này luôn trong vòng 4 năm qua. Và tại sao các bạn? Tại vì một công ty nào đó bây giờ lưu trữ Bitcoin đó, thì cổ phiếu lại tăng. Chúng ta thấy được là gần đây đã made the planet. Đây là công ty ở Nhật Bản và họ muốn trở thành MicroStrategy của châu Á và họ đã tích lũy bắt đầu từ năm nay thôi các bạn thường nhớ là họ cũng vừa tích lũy thêm vài triệu bịch khôi gì đó vài triệu đô la bịch khôi các bạn <laughs> chứ không phải vài triệu bịch khôi họ làm việc có nhiều tiền như vậy thì nói tóm lại đó là họ bây giờ có khoảng chừng là hai trăm mấy bịch khôi nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là cái số tiền họ bỏ ra tích lũy đó thì không có nhiều nhưng mà cổ phiếu đó tăng cực kỳ kinh khủng các bạn từ khi mà họ bắt đầu tích lũy từ tháng 4 tới bây giờ đó cổ phiếu của họ đã tăng 700% cổ phiếu của họ đã tăng 700% các bạn với kết quả này để thuận không hiểu là những công ty bây giờ họ đang giống như là không có được cái sự tăng trưởng như mong muốn về mặt giá cả chứng khoán tại sao lại không nghĩ đến việc tích lũy bitcoin các bạn tôi cảm thấy đây là một trong những cách đơn giản nhất có thể hỗ trợ giá cổ phiếu của họ ở trên thị trường và chúng ta bây giờ hãy nói tới bitcoin spot etf đi thì các bạn có thể nhìn thấy được hôm nay lại tiếp tục là một ngày đó rất là tốt tiếp tục là một ngày dương các bạn và tính tới thời điểm bây giờ đó thì các bạn cũng đã nhìn thấy được là chúng ta có dòng tiền dương là 368 triệu đô la và chúng ta để xem coi có thông tin đến từ Ark Invest chưa vẫn chưa các bạn chúng ta vẫn còn chờ đợi những thông tin như là đến từ công ty Wisdom Tree Valkyrie những công ty này thường là con số không các bạn nhưng mà Ark Invest nhiều khi chúng ta một cái bất ngờ chúng ta vẫn chưa có cái thống kê đến từ Ark Invest mà bây giờ đã là có cái dòng tiền dương là 368 triệu rồi các bạn và hôm nay không phải BlackRock các bạn BlackRock tuy nhiên vẫn tích lũy điều đặn hơn 100 triệu ngày hôm nay nhưng mà Fidel thì hôm nay đã tích lũy tới 141 triệu và các bạn có biết là trong vòng một tuần qua không tính hôm nay các bạn trong vòng một tuần qua, đây, những quỹ Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ đã mua hơn 1 tỷ đô la Và trong vòng 2 tuần qua, họ đã mua hơn 2 tỷ đô la các bạn Con số cực kỳ kinh, kinh khủng Khi mà chúng ta nói tới dòng tiền Bitcoin Spot ETF đó, thì những bạn nào theo dõi kênh nhiều cũng đã hiểu rồi Nhưng mới nào mới đến kênh đó, thì để thuận giải thích các bạn Khi chúng ta nhìn thấy dòng tiền dương hay là dòng tiền âm đó đến từ Bitcoin Spot ETF Thì nó không có phải là các bạn nói là Ồ, hôm nay dòng tiền dương tại sao giá không tăng Hay là ngày mai dòng tiền âm đó, tại sao giá không có giảm Nó không hoạt động như vậy các bạn Tại vì thứ nhất họ mua hay là bán là trên sàn OTC không phải là sàn thông thường à, nhưng mà cái mà các bạn cần phải quan tâm đó là cái dòng tiền tổng cộng ngày này qua ngày nọ như thế nào các bạn có thể nghĩ như thế này đây là áp lực mua ở trên sàn OTC ngày này qua ngày nọ hôm nay đó thì 294 triệu, ngày mai 216 triệu, ngày mua 147 triệu thì trên sàn OTC đó có đủ số lượng để mà bán hay là không các bạn trong khi mà thợ đào đó thì một ngày họ chỉ đào ra được chỉ có à, tôi nhớ là 2 30 triệu mà thôi tính theo giá Bitcoin hiện bây giờ thì chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng mua này đã kinh khủng hơn số đó rất là nhiều và chúng ta đương nhiên sẽ có những cái đơn vị bán ở trên sàn OTC nhưng mà càng ngày mà lại càng có dòng tiền dương nhiều như vậy đó thì đến một lúc nào đó, đó nó sẽ nhiều hơn cái số lượng có sẵn để bán trên sàn OTC và cái số tiền này nó sẽ tràn vào thị trường spot các bạn đó chính là cái lúc mà sẽ ảnh hưởng đến giá cả khi nào đó thì rất là khó để mà ước tính nhưng mà càng dương càng lâu thì càng ảnh hưởng tốt tới giá cả các bạn không phải là một ngày hai ngày hay một tuần thậm chí là phải vài tuần liên tục sẽ tạo ra một cái gọi là cú sốc nguồn cung nhưng mà nào mà theo dõi kênh từ đầu năm tới bây giờ đã từng chứng kiến cú sốc cung cung nó như thế nào rồi các bạn và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy những đơn vị bán như là chúng ta nói tới chính phủ Đức đó Họ có bán là 3 tỷ đô la trong thời gian ngắn Thì chúng ta nhìn thấy được là cũng sẽ có cái dòng tiền để mà thu mua Tại vì cái dòng tiền Bitcoin Spot ETF nó mạnh như thế nào ở thời điểm bây giờ và đương nhiên điều ngược lại sẽ xảy ra nếu như chúng ta có dòng tiền âm liên tục nhiều ngày thì sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới thị trường spot các bạn tất cả đã đều dựa vào cung và cầu trên thị trường otc rồi sau đó mới ảnh hưởng đến thị trường spot cho nên chúng ta sẽ không thấy cái sự ảnh hưởng trực tiếp nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy một hiện tượng như thế này trong khi chúng ta nói tới là một tỷ được mua một tuần như là trong vòng 2 tuần qua thì đương nhiên sẽ có ảnh hưởng rồi Các bạn có nghĩ là trên sàn OTC có sẵn 1 tỷ một tuần để bán cho những cái quỹ này Thôi không nghĩ gì đâu các bạn Và chúng ta còn vài thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn Trước khi mà chúng ta bước vào cuối tuần Thì dựa theo Class no đó họ bây giờ đã công nhận là chắc chắn Cái sự ảnh hưởng lớn nhất đối với giá cả đó không phải đến thời đào nữa Tại vì thời đào bây giờ đã sau bình thì họ chỉ còn đào được phân nửa so với trước đây mà thôi cái yếu tố ảnh hưởng lớn đến thị trường này đó chính là những quỹ Bitcoin Spot ETF các bạn Tại vì họ di chuyển hàng ngày số lượng không hề nhỏ Theo nghiên cứu của Glassnode đó thì quỹ ETF và các sàn giao dịch có sức ảnh hưởng đến giá lớn gấp 4 đến 8 lần so với những cái thời đào Hiện tại đó các sàn giao dịch chỉ nắm giữ hơn 3 triệu BTC Trong khi mà quỹ ETF đó nắm giữ khoảng 887.000 BTC và ngược lại các phí của thời đào đó chỉ nắm giữ chỉ có 705.000 BTC mà thôi số dư của thợ đào đã thay đổi khoảng chừng là 500 BDC mỗi tuần, trong khi mà các sàn giao dịch và những quỹ ETF đã thay đổi lên đến 4.000 BDC mỗi tuần trong khi thời đào đó vẫn quan trọng sức ảnh hưởng của họ đến giá BDC hiện đã rất nhỏ so với những sàn giao dịch và quỹ ETF. Cho nên chúng ta mới nói tới dòng tiền ETF hàng ngày các bạn. Đây là một yếu tố rất là quan trọng liên quan đến xu hướng giá cả của Bitcoin trong thời điểm này. Và chúng ta cũng thấy những thông tin khác nó cũng rất là thú vị và lạc quan các bạn. Chúng ta có thông tin đến từ ngân hàng thuộc nhà nước Ý đó. Thôi sẽ không có đọc cái chữ này đâu các bạn. Tại vì Thuận nghĩ đây mình đọc sẽ bị sai. Nhưng mà hiểu đơn giản là đây là một ngân hàng thuộc nhà nước Ý vừa hoàn thành việc phát hành token trái phiếu trị giá là 27.2 triệu đô la với ngân hàng đầu tư Intesa San Paolo sử dụng Ethereum tầng 2 là Polygon các bạn. Giao dịch này đó là một phần của thử nghiệm do ngân hàng trung ương châu Âu thực hiện nhằm xác định các giải pháp mới cho việc thanh toán tiền của ngân hàng trung ương cho các giao dịch bán sĩ được thực hiện trên blockchain và chứng bộ phận giao dịch đầu tư tài sản kỹ được số tại ngân hàng interstar san paulo cho biết là giao dịch này đã cho thấy các blockchain công cộng là một công nghệ mạnh mẽ cho các tổ chức tài chính giúp các giao dịch nhanh hơn và an toàn hơn. Điều mà tôi muốn các bạn lưu ý đó là họ đang nói tới blockchain công cộng các bạn, không phải là blockchain tư nhân. Đó chính là blockchain Polygon họ đang sử dụng hiện bây giờ và ngay cả đó cũng đã công nhận blockchain công cộng mới là tương lai chứ không phải blockchain tư nhân các bạn. Điều này là điều mà trên channel đã nói tới trong vòng 7 năm qua rồi. Và chúng ta cũng có cái thông tin đến từ KPMG các bạn. Và có thể nói là KPMG đó là cái công ty kiểm toán big four trên thế giới các bạn. Có nghĩa là bốn công ty kiểm toán lớn nhất toàn cầu chúng ta có KPMG, Deloitte, PwC và EY thì uh, các bạn đã biết là thuận uh, làm cho KPMG trước đây và kênh này đó được tạo ra lúc mình thường đang làm cho KPMG và lúc đó đó thì KPMG vẫn chưa có thật sự tin vào crypto hay blockchain đâu các bạn thậm chí lúc mình thường rời khỏi KPMG họ vẫn không có lòng tin vào thị trường này nhưng mà bây giờ họ đã tiến khá là xa rồi và KPMG đã đang hợp tác với một công ty có tên là Crypto để giúp các công ty quản lý và hạch toán tài sản crypto tốt hơn sự hợp tác này đã nhằm giải quyết những thách thức về dữ liệu on chain chính xác cho các báo cáo tài chính và đáp ứng các tiêu chuẩn kế toán ở Hoa Kỳ kết hợp chuyên môn của KPMG với công nghệ tiên tiến của Crypto. Sự hợp tác này đó họ nói là sẽ cung cấp một giải pháp cho các doanh nghiệp cải thiện kiểm soát nội bộ và tối ưu hóa quy trình kế toán. Cả hai công ty đó đều hướng tới hỗ trợ cho phát triển và sự bền vững của hệ sinh thái crypto. Chúng ta có một cái thông tin khác nữa liên quan tới Binance US. Đã lâu rồi chúng ta không nói tới Binance US các bạn. Nghĩa là cái công ty Binance nhưng mà ở Hoa Kỳ. Thì Binance US đã được phép đầu tư tài sản công ty và khách hàng vào công trái phiếu Hoa Kỳ. Thì tòa án đã phê duyệt đề nghị cho phép Binance US đầu tư tài sản công ty và một phần của tài sản khách hàng vào công trái phiếu Hoa Kỳ. Có thể là họ đang nói tới là những cái đồng stablecoin có thể dùng để mà đầu tư vào công trái phiếu Hoa Kỳ hay là họ đang nói tới là dùng tiền mặt, thôi cũng không rõ đây nhưng mà nói chung đó, cái quan trọng hơn, điều này có nghĩa là Binance US không còn bị các hạn chế của SEC và là một chiến thắng cho Binance US. Có thể nói SEC đã thua toàn tập Năm nay khi mà đổi đầu về thị trường crypto. Và chúng ta cũng thấy là cái quỹ 21Shares thì công ty này họ đã ra mắt một cái quỹ ETP. Đây là một cái quỹ nó hoạt động gần như là ETF nhưng mà ở châu Âu các bạn. Thường không biết tại sao họ lại dùng ETP nhưng mà có thể là tại vì châu Âu họ không có ETF. Nhưng mà họ lại ra mắt một cái quỹ Injective các bạn và có thể stake với lại Euronext thì cái quỹ ETP này đã sẽ hỗ trợ cái token ING nghĩa là cái token injective được lưu trữ trong bí lạnh có nghĩa là cái quỹ này có đồng thực tế các bạn chứ không phải là một cái quỹ chỉ giao chứng chỉ mà thôi quỹ này đã sẽ được giao dịch trên các sàn giao dịch Euronext Paris và Euronext Amsterdam với sự hỗ trợ của 25 tổ chức tài chính, bao gồm các công ty lớn như là Interactive Brokers, Saxo Bank, Swissquote và eToro. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link của mình dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những Sàng như là Bybit, OKX, BingX, XM, Binance, Alinex và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Những bên nào mà sử dụng sao giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.